Hôm nay, ngày 24 tháng 5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 5 của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Các đại biểu thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật lưu trữ sửa đổi và thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Mở đầu phiên họp sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 24 tháng 5 tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời đề nghị dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, kịp thời giúp đỡ gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống. Tiếp đó, thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật lưu trữ sửa đổi, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về các nội dung chính sách của nhà nước về lưu trữ, thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ tài liệu điện tử, hủy tài liệu lưu trữ, chứng chỉ hành nghề lưu trữ, hoạt động dịch vụ lưu trữ, tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, các hành vi bị nghiêm cấm. Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Buổi chiều, thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ. Đa số đại biểu tán thành với đề xuất bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đối với quy định về giấy bảo vệ đặc biệt, nhiều đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định rõ hơn về mẫu giấy này nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm tính minh bạch, khả thi của quy định. Thảo luận tại tổ về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, nhiều ý kiến đại biểu quan tâm đến việc bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ. Một số ý kiến đồng ý với quy định này để tạo căn cứ xử lý hàng ngàn vụ phạm tội vốn đang có nhiều vướng mắc như hiện nay. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng cần xem xét lại quy định này vì dao cũng là công cụ cần thiết trong cuộc sống bình thường.